có nên bổ sung nhiều hữu cơ dạng thân thảo vào trong hố trùn quế không? Thì hôm nay các bác vào xem video, em sẽ chia sẻ cho các bác có nên hay không, em sẽ phân tích cho các bác. Đầu tiên em hãy bới lên cho các bác xem những cái hố trùn của em được nuôi bằng những cái rơm dạ, phân bò, rồi tất cả các cái loại cây chuối, bèo tây cây chuối và thân cây ngô. Cũng như hôm nọ em có đăng một đoạn video ngắn lên, cũng rất nhiều anh em có nhắn tin hỏi em là làm một cái video về cái cho ăn, cái xử lý cái hữu cơ đó. Thì thật sự con trùn là rất là dễ nuôi, không cần phải anh em không phải xử lý gì đâu. Đây, hôm nay là những cái hố của em đây, tất cả nó đều như thế này hết, hố nào như hố nào. Đó, trong vòng có chưa đến 2 tháng là em đã làm đầy cái hố này rồi. Đấy, muốn để đạt được cái tốc độ nhanh như thế thì mình phải làm con trùn nó sinh sôi trong hố rất là nhiều, để nó xử lý cái phân, cái số lượng phân vào nhiều. Thì hôm nay em sẽ bới từ từ cho anh em cùng tham khảo nhé. Đây, bao gồm đây các bác, trên là những cái hữu cơ, nó bao gồm này cây ngô này, bẹ ngô này, rơm này, cây chuối này. Em sẽ lại cái đống này ra ngoài. Đây, những cái cây chuối đó. Thì xong đó em sẽ bới ở bên dưới này cho các bác xem. Đấy nhá, em gạt hết ra. Đấy, ở dưới này cũng rất là nhiều cây ngô, cây chuối. Đấy nhá các bác này. Đây, lượng trùn ở dưới thì rất là nhiều các bác nhá. Đó, ở dưới cũng rất là nhiều cây ngô, rất là nhiều cây chuối. Đấy chưa. Đấy, trùn to, trùn nhỏ rất là nhiều. Hôm nay trời tiết hơi tối rồi nên em tranh thủ em làm rồi thêm một cái video. Tại vì là lâu lâu em lại làm một cái. Đây, mà sụp lên đấy. Đó các bác nhá. Ở dưới hố của em nó vẫn còn rất là nhiều những cái hữu cơ này. Đấy, chưa phân hủy hết. Đấy, nhưng mà lượng trùn trong trong hố này thì rất là nhiều. Đấy các bác hiểu chưa? Đấy, em bới lên cho các bác xem một lúc xong rồi em sẽ phân tích cho các bác. Này. Úi giời, trùn này các bác này. Đó. Trùn thì nhiều lắm các bạn, nó cứ 4 cục vào này. Nói chung là trùn thì nhiều rồi, em không kể rồi. Ở trên, ở dưới nó nhiều trùn lắm. Thì bây giờ em sẽ ngồi em phân tích cho các bác. Nay em cũng bị cảm cúm nên nó hơi sụt xịt mũi tí. Bây giờ các bác muốn làm được một cái hố trùn mà nhanh, nhanh nhá, ý là nhanh này, đó, phát triển nhanh. Nếu muốn để cho phát triển nhanh thì lượng trùn trong hố phải nhiều. Đó, mà muốn để nhiều thì phải làm như nào? Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bác là về cái cây ngô nhá. Đây, em vừa nãy là em đã trộn cho ăn này. Đây, cây ngô không này các bác này. Em mang ra chỗ sáng em quay cho các bác xem này. Em vừa đổ này. Đấy nhá. Bác chờ em tí, em ngồi em phân tích cho các bác nhé. Đây, đây là một cái hỗn hợp. Trong khi đó là bác nhìn con trùn ni ti này em vừa vứt vào một chút này. Trong cái đó này, mùn này. Đó. Cây ngô này, cây ngô ăn thừa này. Đó, cỏ bò này, rồi tất cả các cái loại như là cỏ rác này, những cái dạng thân thảo này. Muốn làm được một cái hố trùn nó được như thế thì các bác phải bổ sung cho em những cái này vào. Những cái giai đoạn mà gần nước rút như thế này. Đấy, các bác hiểu chưa? Đó, cái gần nước rút này là phải hạ cái hố luôn thôi xuống này. Cái hố nó đầy rồi này, phải hạ xuống. Thì các bác cứ cho em một lượt nhá. Không cần phải xử lý gì đâu. Em nói cho các bác biết. Tức là nếu như các bác mà muốn xử lý thì các bác xử lý phải có hố rộng mà các bác ngâm vào phân rồi, ngâm vào phân đây, ngâm lẫn vào phân đây. Ngâm lẫn vào phân đây thì xúc toán rất là cực. Nhá. Đây, ngâm lẫn vào phân đây. Xúc toán rất là cực. Được chưa? Đó, xúc toán rất là cực ở cái này. Các bác cứ xay cho em, nếu riêng cây ngô nhá, là các bác xay cho em nhỏ. Đó, nếu như có máy xay cực kỳ tốt nhá. Em vừa rồi em xin được tổng cộng là gần chục xe cũng đông to đó. Em xay ra. Nhá, xay ra xong em rắc lên trên mặt. Đó, xay ra xong em rắc lên trên mặt để làm sao? Để rắc lên xong em tưới. Nhá. Rắc lên xong em tưới cái nước phân đang nổi lên. Em làm cho nó khoảng 3 lần nhá, là một được một lượng hữu cơ ở trên mặt rất là nhiều. Đó, 3 lần để làm một lượng hữu cơ trên mặt rất nhiều. Đó, lượng hữu cơ trên mặt rất nhiều thì mai sau á thì mình sẽ làm như này. Nhá, đã được một lượng hữu cơ trên mặt rồi thì cái hố nó đầy như này rồi thì là khoảng cỡ độ 3 4 lần. Bác cứ giải hữu cơ xong bác tưới nước đúng không? Không cần phải xử lý gì đâu. Cái khu nhà bác có cây ngô này cũng được này, rơm cũng được này. À, bèo tây cũng được này, cây chuối cũng được này, tất cả các loại cỏ hàng thân thảo không phải thân gỗ đều được hết. Thì bắt đầu là bác bủ lên trên mặt này cho em. Kể cả là cái hố trùn chưa đầy, các bác cũng làm thế cho em. Nhưng cứ mỗi một lần cho ăn
hoặc là 3 lần cho ăn nổi thì mình lại rắc một lần hữu cơ nó trên mặt. Ấy như là cái luống này của em bỏ em rất là nhiều, nhưng lấy đâu ra phân mà nhiều mà nhanh đến mức độ này. Trong năm đấy hơn một tháng rồi mà từ cái hố nó còn có 1 viên gạch đến 2 viên gạch, mà bây giờ đã đầy đến 4 viên gạch rồi. Đó, mà lượng chùn thì em bới cho các bác xem rồi, rất là nhiều. Đó, thì em cứ rắc một lượt cỏ nhá. Đây, cỏ rơm rác này. Đây em bới chỗ này cho các bác xem này. Rơm này. Đấy chưa? Này, cỏ này. Nhưng mà chùn này. Đấy chưa? Đấy, cỏ rơm này dính này. Một lượt rơm này nhá, em rắc lên một lượt xong rồi em lại cho mà giữ cho 2 lượt phân. Đây giữ phân đây. Cái này là nó em bán giống nên nó hơi ít chùn, nó ăn chậm này. Đó, cái mé này là em chưa chưa giữ xử này, hôm nay em mới cho ăn này. Mé này em cho ăn rồi này. Đó, mé này cho ăn rồi, mé này chưa cho ăn này. Đó thì xong bắt đầu ăn như này rồi, mé này mình lại cho giữ một lớp ở đây nữa, 2 lần như thế này nhá. Bao giờ nó kín như này, bác lại rắc cho em một lớp nữa, một lớp rơm vào. Thì là như này của em ấy là khoảng cỡ, nếu em mà nuôi như này ấy, thì khoảng cỡ 3 ngày em cho một lần này vào. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Một mạt đây nhá. À, hữu cơ này. Nhỏ ở dưới đây nhá. Chỗ này em bán vừa rồi, bán rống hết rồi nhá. Này, rất là nhiều. Đó các bác nhìn thấy chưa? Thực tế nhá. Đấy để em quay cho các bác biết như thế. Tức là bác cứ làm cho em bên này chỗ này, bên này như này, đây, đây là cây ngô các cái loại mùn đây. Xong bắt đầu bác lại tưới vào đường này. Tưới vào như thế để làm gì? Để cho nó xốp cái mặt trên, tạo điều kiện tốt cho mặt trên cho con chùn phát triển. Nhưng cái đó chưa phải là một yếu tố nữa. Yếu tố của em muốn như thế này. Tức là cái này là em sẽ đổ xuống dưới. Trên này rất là nhiều hữu cơ này, nhưng cái này nó lại lộn xuống dưới. Các bác hiểu chưa? Đây. Nó lại lộn xuống dưới. Thì đến lúc mà em đến khoảng 2-3 ngày nữa là em sẽ hớt cái lớp này. Em hớt ở đây. Đấy nhá, hớt cái lớp này, hớt ở đây. Hôm nay em làm video thật chậm cho các bác, em vén lên cho các bác xem. Ở bên dưới này nhá, bác dưới cho nổi là cái chùn này, cái con chùn to này nó ngoài hết lên nhá các bác nhá. Đó, ngoài hết lên. Bác xúc cho em cái lớp dưới này. Đây cái lớp dưới đít này. Thấy nhá, cái lớp này. Đấy, con chùn con của em vẫn ở nhá, cái lớp dưới đít này. Bác xúc cái lớp dưới đít này, bác mang vào làm phân cho em. Đây, này em sẽ làm chậm chậm cho các bác xem. Cái lớp dưới cùng này. Đấy nhá, cao 40 phân này. Đây, lớp dưới cùng. Nhá. Bác hót cái lớp dưới cùng này cho em. Nhá, đổ đi thì bác sẽ hớt cái lớp mặt trên hữu cơ này. Ủa em không nhìn cái cam, bác đổ xuống dưới. Đấy, hớt cái lớp hữu cơ này bác đổ xuống dưới. Đó, đến bao giờ hết cái lớp chùn này. Đó, đến bao giờ hết cái lớp chùn này thì bác lại xúc cái lớp này bác đổ đi. Coi như là bác lại được một hố mới mà bên dưới rất là nhiều hữu cơ. Đó, các bác hiểu ý em nói chưa? Đấy bên dưới rất nhiều hữu cơ. Đó. Để làm sao là nó có cái hữu cơ ngay từ ở dưới đáy. Để cho con chùn nó phát triển làm sao tốt nhất, tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho nó phát triển. Đấy. Bởi vì cái tuổi đời con chùn rất là ngắn, nên các bác không tạo điều kiện cho nó là nó chỉ một thời gian nào đó nhất định nào đó là nó sẽ bị rạc đi, là các bác chưa kịp, con chùn chưa kịp phát huy, chưa kịp phát triển thì bắt đầu là đã hết cái vòng đời của nó rồi. Đó, thế nên em muốn làm sao là chia sẻ cho các bác đó là như vậy. Trong quá trình em chăn nuôi con chùn cuối em cũng đã nghiên cứu và đã thử nghiệm rất là nhiều những phương pháp. Nhưng mà đến cái phương pháp này em sẽ chốt đi chốt lại là một cái phương pháp tối ưu nhất để nuôi được con chùn quế phát triển. Tức là cao nhất. Đó, phát triển cao nhất trong chăn nuôi con chùn quế. Các bác nào theo dõi video của em là các bác biết những cái hố này của em. Đây, đầy hết lên mặt rồi. Tại sao mà em nuôi được nhanh như này? Mức độ, hôm nay trời hơi tối các bác xem. Mức độ là trong vòng có khoảng tháng rưỡi em đã nuôi được 40 gạch rồi. Đó. Chùn thì em không bới lên làm gì, nhưng rơm này, em bới lên cho các bác này. À. Đó, rơm này. À, nhưng mà chùn này bác này. Hôm nay trời tối quá em quay cho bác này. Đó nhá. Là em muốn chỉ muốn chia sẻ cho các bác đó là những cái này. Những cái này á là dính với chùn con rất là nhiều, mai sau cho dưới em nói nó phát triển thì không phải nói, rơm này. Bác nhìn này. Video nào em cũng chia sẻ cũng nhắc chia sẻ cho các bác. Đó. Là phải cho những cái chất mùn mạt hữu cơ vào. Đó, thì hôm nay cũng có bác gọi điện nhắn tin cho em đấy, bảo anh ơi anh làm cho em về cái xử lý cái này đi. Đây nhá. Hôm nay tối thì quay con chùn không có, nhưng đây em từ từ cho các bác xem. Đó nhá, là quay con chùn nó không nhìn rõ. Trong này tối quá rồi. Thế nhưng mà rơm đấy. Thì hôm nay là bác vào đây xem này, không phải xử lý cái gì đâu. Nếu mà bác mà có máy băm
băm nhỏ được ra rồi. Mà bác muốn làm cho con thù nó ăn nhanh thì bác đổ vào đây ngâm lẫn với phân, trộn lẫn với phân nhá. Nếu bác làm được như này thì em dám khẳng định là nó ăn sẽ mạnh hơn là các bác giải đi trực tiếp đó. Còn nếu như mà như em là em làm lười rồi, em không có thời gian để em làm đó, thì em sẽ giải đây. Các bác nhìn này, hôm qua em cho ăn đây, hôm nay là uống phân rời đây. Thì là em sẽ đổ một lớp mỏng lên trên, em cứ cho ăn lặp đi lặp lại 2 lần nhá, là 3 ngày em lại phủ một lớp, 3 ngày em phủ một lớp. Đó, một lớp của em thì cũng không nhiều lắm nhưng cũng rất mỏng luôn. Đây các bác này. Đấy, cụ thể nó là như vậy, những cái vẹt đây. Đó, hôm nay em lại cho ăn cái vẹt kia. Xong rồi nào em lại phủ nó một ít vào. Đấy, em vừa rồi em chặt được hơn chục xe nên là em cứ xay dần cho ăn. Đây rơm đây bác, rơm cho bò. Rồi, rơm cho bò. Nhìn này các bác này, rơm này rất là nhiều. Đúng không? Nhưng mà chùn này em tối nhưng mà em hãn quay chắc các bác hãn nhìn thấy tối quá. Đấy, rơm cho bò. Rồi run để bê luôn cả cái cục này lên cho các bác xem này. Run này. Đó, nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà tầm dưới này mới nhiều này. Bê ra ngoài này. Đấy, em bốc ở dưới đáy. Bê đây cho các bác xem. Hôm nay tối em phải thắp điện ở đây mà. Thế nhưng mà em hát làm video cho các bác. Đó. Bác nhìn chưa? Bới ra cho các bác này. Đó. Tầm trên đã nhiều rồi, tầm dưới còn nhiều hơn nữa. Đó. Thế là hôm nay em chỉ làm video chia sẻ cho các bác. Phải cho thật nhiều hữu cơ vào. Mà video nào em cũng nhấn đi nhấn mạnh nó là như vậy. Thứ hai nữa là em cũng không định làm cái video này đâu. Thế nhưng cũng có hôm nọ em có quay một cái video nhỏ đấy, như đầu video nói đấy. À, video ngắn đấy, là anh em bảo có anh em có nhắn tin. Bảo là anh làm xem chế biến cái gì. Em nhắc lại các bác là không cần chế biến. Tất cả các loại hàng thân thảo là không cần chế biến. Bác cứ có cái gì bác cứ cho hết vào đây cho em. Đó, nhưng mà cũng nhấn lại các bác nhé. Không cần phải cho dày lắm đâu. Cho dày lắm là nó cũng bị trống. Để, cứ một lớp này thôi. Đó. Cứ một lớp này thôi, đừng cho dày quá. Dày quá nó cũng bị trống. Nó bị trống nó không êm. Đó. Đó là như vậy. Thì hôm nay em làm video chia sẻ cho các bác như thế. Các bác nào mà xem video, động viên em cho em xin một nút like, một nút đăng ký để theo dõi những cái video sắp tới em làm ra. Đấy. Còn bác nào mà cần hỏi thêm gì chi tiết về cách nuôi con chuồn quế, các bác cứ nhắn tin cho em sẽ thanh thủ thời gian em trả lời cho các bác. Cuối video em cũng xin chào và hẹn các bác video sau. Bây giờ em lại cho ăn đây, tối rồi bắt đầu mới lại cho ăn được. Bởi vì bò bê xong rồi bắt đầu mới lại cho ăn. Nếu để như này mà mình không cho ăn thì ngày mai là cái mặt luống của mình nó lại khô đi. Mấy thứ hai nữa là con chuồn của mình là thiếu thức ăn. Đấy. Những cái luống như thế này em cho ăn cùng nhau này, những cái luống kia nó ăn hết rồi. Đó, khô hết những cái luống như này là cực kỳ nhiều chuồn. Còn những cái luống như thế này là em bán giống, cứ thường xuyên bán giống nên là cái lượng chuồn nó ít đi, ít dần đi thì là nó ăn chưa hết. Còn những cái hố mà nó đã ăn hết như này rồi là những cái hố cực kỳ nhiều chuồn. Nha các bác nhá. Chào và hẹn các bác video sau nhé.